TIN tức tổng hợp ngày mùng 6 tháng 3 năm 2019, dần nhiều lộc lá, thìn dễ nóng giận. 3. Tử vi hôm nay của 12 cung hoàng đạo. Tử vi ngày mùng 6 tháng 3 năm 2019 của 12 cung hoàng đạo, Dương Dương có những thành tích khá tốt nhờ chăm chỉ làm việc suốt khoảng thời gian vừa qua. Còn cự giải có một ngày tuyệt vời như bạn luôn mong muốn. Công việc tiến ầm ầm chẳng gặp phải trở ngại gì quá lớn, thật đúng với mong muốn của chòm sao này mà. Còn các cung hoàng đạo khác thì sao? Xem chi tiết tại bài viết Tử vi thứ tư ngày mùng 6 tháng 3 năm 2019 của 12 cung hoàng đạo, song tử thăng tiến, mà kết có tình yêu. 4. Xem phong thủy hôm nay. Xem tin tức tổng hợp ngày mùng 6 tháng 3 năm 2019 về mặt phong thủy, người mệnh lục bạch có thể sẽ có thêm một khoản thu nhập nho nhỏ, không đủ để giàu có nhưng cũng đủ để chi trả một số vấn đề. Phong thủy còn cho biết thêm cửu tử bay vào phương Tây Nam, Người mệnh này đang gặp vấn đề với người thân của mình khi mà thấy đối phương lao đầu vào chỗ tối nhưng không ngăn lại được. Các mệnh khác sẽ gặp phải những vấn đề gì? Mời bạn theo dõi chi tiết, xem phong thủy hàng ngày, thứ 4 ngày mùng 6 tháng 3 năm 2019. 5. Dự báo thời tiết hôm nay Dự báo thời tiết ngày mùng 6 tháng 3 năm 2019, khu vực phía Bắc có mưa, thậm chí có nơi xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, vùng núi trở lạnh, khu vực miền Nam đêm không mưa, ngày nắng. Chi tiết về tình hình thời tiết trong ngày, xem tại đây, dự báo thời tiết ngày mùng 6 tháng 3, miền Bắc mưa rông, miền Trung đêm mưa rào. 6. Ngày mùng 6 tháng 3 năm xưa có sự kiện lịch sử gì? Sự kiện trong nước. Tiếp nối tin tức tổng hợp ngày mùng 5 tháng 3 năm 2019, hôm nay ngày mùng 6 tháng 3 năm 1903, ngày sinh nhà văn Nguyễn Công Hoàn. Ông quê ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và qua đời năm 1977. Ông đã viết hơn 200 truyện ngắn, 30 truyện dài, cùng nhiều thể loại văn học khác. Ông được xếp là người đứng hàng đầu trong trào lưu văn học hiện thực phê phán trước Cách mạng tháng 8. Ngày 6 tháng 3 năm 1946, Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký kết hiệp định sơ bộ, công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do trong Liên bang Đông Dương và trong Liên hiệp Pháp. Ngày 6 tháng 3 năm 1965, quân đội Mỹ đã đổ bộ những đơn vị đầu tiên lên cảng Đà Nẵng. Từ đây cuộc can thiệp của Mỹ vào miền Nam Việt Nam đã trở thành cuộc chiến tranh xâm lược cục bộ. Sự kiện quốc tế. Ngày mùng 6 tháng 3 năm 1521, ngày mất của Margin Lãng, nhà hàng hải nổi tiếng người Bồ Đào Nha. Ông là người đầu tiên đã thực hiện chuyến vượt qua các đại dương vòng quanh trái đất bằng thuyền. Cuộc thám hiểm của ông đã chứng minh trên thực tế một điều là trái đất hình tròn. Ngày mùng 6 tháng 3 năm 1862, trong nội chiến Hoa Kỳ, bắt đầu trận Pierce tại quận Benton, Arkansas. Ngày mùng 6 tháng 3 năm 1869 Dmitry Mendeleev trình bày bảng tuần hoàn đầu tiên trước Hội hóa học Nga.